Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cây hoa đu đủ đực. Trước tiên thì mình xin nói sơ về cây đu đủ đực. Cây hoa đu đủ đực thì nó ra hoa, nó không giống như hoa cây đu đủ cái. Cây đu đủ cái thì nó ra, thường nó ra hoa, mọc hoa ngay chỗ cuống lá và nó mọc sát thân. Còn cây hoa đu đủ đực thì khác, nó sẽ mập cũng từ cuốn lá nhưng nó ra một ngòm thiệt là dài, và từ mỗi ngòm đó thì nó ra rất nhiều hoa chứ không phải một hoa như hoa đu đủ cái. Và đầu trái thì nó vẫn đầu có thể đầu trái giống như hoa đu đủ cái, tuy nó ra nhiều hoa trên một ngòm nhưng mà thường thì nó đầu tầm khoảng một trái trên một ngòm thôi. Đây các bạn nhìn xem hình đó, phân biệt hoa đu đủ cái. Còn về cách phân biệt lúc nhỏ khi chưa có hoa thì các bạn có thể xem rễ của nó. Cây đu đủ đực thì rễ nó là rễ cọc ăn thẳng sâu trong đất. Còn cây hoa đu đủ cái thì nó mọc như rễ chùm, giống như rễ lúa vậy đó. Nói chung là rất dễ phân biệt, khi các bạn nhổ lên thì rất thấy liền. Ở trong nhân dân chúng ta thì có một cách rất hay để từ hoa cây đu đủ đực nó biến thành hoa cây đu đủ cái, và mình cũng đã làm rồi và đúng là rất có hiệu quả. Đó là khi cây đu đủ đực nó lên và nó mới vừa ra hoa thì các bạn bẻ đọt nó đi, các bạn bẻ đọt đi, khi nó sẽ, nếu cây nó sẽ nứt lên một cái thân mới, nhánh mới từ cái chỗ bẻ đó thì nó sẽ trở thành một cây đu đủ cái chứ không còn là đu đủ đực nữa. Cách này thì mình đã làm tại vườn của mình và đã đúng là nó thành cây đu đủ cái thật. Còn có một cách khác nữa là từ cái rễ, các bạn nhổ cái cây đu đủ đực lên, cái rễ cọc của nó thì các bạn quấn lại hình giống như thắt thòng lọng, nhưng nhớ là đừng làm chặt quá để đứt rễ. Các bạn quấn lại thành một cái hình tròn như vậy thì xong rồi các bạn đỡ uống sau cái hình tròn nó nằm ngang ngang sau với mặt đất, và các bạn trồng nhẹ xuống làm sao cho cái đu đủ cái rễ nó đừng có gãy. Thì sau khi cây đu đủ nó bén bén rễ lại thì nó sẽ thành cái đu đủ cái. Cái này thì mình cũng đã làm nhưng tuy nó không thành công như cách mình nói lúc đầu. Thì trong vòng 10 cây thì khoảng 5 đến 7 cây thì nó thành được đủ cái, còn lại thì nó vẫn là đủ đực. Đây, sau đây mình xin nói sơ qua về công dụng của cây hoa đủ đực. Theo một số tạp chí của nước ngoài thì có viết là một bác sĩ người Đức đã làm việc bên Úc và công bố là từ xưa thì có thổ dân Úc đã biết dùng cây đu đủ để chữa bệnh ung thư. Theo một số nhà khoa học nghiên cứu của Nhật Bản và Mỹ thì người ta đã phát hiện thêm một tác dụng mới của cây đu đủ, đó là chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Theo một nghiên cứu từ bang Texas của Mỹ thì khi uống lá đu đủ khô nó sẽ làm tăng trưởng sức mạnh cho số lượng bạch cầu huyết, thì từ đó nó có tác dụng tăng sức đề kháng cũng như khả năng tiêu diệt và sa thải tế bào ung thư ra ngoài cơ thể. Đó là nguyên do tại sao khi người bệnh uống lá đu đủ thì nó có phân đi ra ngoài màu đen và rất hôi. Sau đây thì mình xin nói sơ qua về các uống cũng như sử dụng lá đu đủ để chữa bệnh ung thư. Nhất là các bạn hái lá đu đủ sắc nhỏ một đoạn khoảng tầm từ 4 đến 5 cm, phơi khô, sao vàng hoặc hạ thổ, sao vàng để giữ lâu không bị nấm hay ẩm mốc. Hàng ngày thì các bạn nấu lấy nước uống như uống trà, không hạn chế. Tuy nhiên các bạn không nên dùng đậm quá, chỉ nên nấu khi có màu vàng vàng như cánh kiến là được. Dùng liên tục trong một tháng sẽ có nhiều biến chuyển, sau đó bệnh sẽ giảm dần. Đồng thời các bạn uống thêm lá nước mãng cầu xiêm
ở nhiều vùng hay gọi là mãng cầu Tây đó. Cái trái nó bự bự và có gai đó. Nhưng khi uống lá đu đủ thì các bạn đi tiểu thì có chất màu đen đen. Đi phân thì lúc đầu uống thì đi xíu đi phân lỏng từ một ngày đến từ vài ngày đến vài tuần. Người bệnh càng nặng thì mức độ phân ra càng hôi và càng đen nhiều. Sau khoảng vài ngày đó, hoặc vài tuần thì người phân nó sẽ lại bình thường. Và lúc đó bệnh cũng đã thuyên giảm. Những người đang có ung nhọt hay là bú cổ thì nó sẽ từ từ lặn và biến mất. Tuy nhiên liệu pháp này cũng không hoàn toàn chữa bệnh khỏi hẳn 100%. Có một số người uống thì bớt rất nhiều và khỏi hẳn. Tuy nhiên có một số người thì uống hoài nhưng cũng không thấy bớt. Đặc biệt thì lấy đu đủ ngồi đây còn có tác dụng là chữa tiểu đường, giúp ổn định đường huyết, chữa bệnh yếu sinh lý. Nó loại bỏ chất độc trong máu, tế bào và tăng sức đề kháng. Các bạn nên nhớ là không nên dùng lá đu đủ xanh để sắc uống. Khi uống thì các bạn như uống một lượng vừa phải, không nên dùng quá đậm đặc. Mình cũng xin nói sơ về tác công dụng của cây hoa đu đủ đực. Và cái hoa thì các bạn có thể hái quanh năm, những cây có hoa thì bạn có thể hái được. Khi hái hoa là phơi và sấy khô đi. Và hoa đu đực thì trong dân ta thường dùng chữa ho, ho gà, hạ sốt. Còn trong đông y thì thường sử dụng để chữa trị dung sáng, sỏi thận, chữa tiểu buốt, tiểu ít. Trên đây mình xin đã nói sơ về một số công dụng của cái hoa đu đủ. Tuy nhiên, cách này thì các bạn cũng không nên lạm dụng và dùng thường xuyên. Chỉ những trường hợp Tây y và một số các bài thuốc khác không chữa bệnh thì thường người dân mới dùng tới cách này. Và khi dùng thì các bạn nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc đông y cũng như những người đã từng dùng trước và khỏi bệnh. Không nên tự ý dùng với số lượng lớn. Cách dùng và cũng như liều lượng và kết hợp với các loại cây thuốc thì các bạn xem phần mô tả bên dưới video. Từng loại bệnh thì mình có ghi rõ. Này chủ yếu sưu tầm từ các thầy thuốc, các trang web tài liệu. Các bạn tham khảo bên dưới thì đã biết thêm. Có gì thắc mắc thì các bạn comment bên dưới video, mình sẽ tham khảo cái ý kiến thầy thuốc gặp mình và mình sẽ trả lời các bạn.